Chào cả nhà đã quay trở lại kênh An Nhỏ Miền Quê. Hôm nay thì nhà của mình bắt được một con cá trê to khổng lồ luôn, 2,9 kg. Giờ chị em mình sẽ nấu món lẩu mắm, một món đặc sắc của miền Tây Nam Bộ. Thì mình sẽ nấu bằng mắm cá linh kết hợp với những loại rau để mình ăn cùng, và một ít nấm đùi gà. Và con mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng vào bếp để nấu món lẩu mắm miền Tây nha. Để được nồi lẩu mắm thơm ngon thì đầu tiên mình cho mắm cá linh, mình nấu cho cái phần thịt nó rã ra để mình lượt, mình lấy cái nước mắm. Rồi sau đó mình phi xả ớt cho thơm. Xả ớt thơm thì mình để cá vô mình chiên sơ cho bán mất mùi tanh và thịt cá sẽ được ngon hơn. Giờ mình nhờ chị Hai, chị Hồng phụ lặt rau rồi nấu giùm. Em với chị lặt rau để cho chị Hồng nấu hả chị? Đúng rồi. Đúng rồi đấy chứ. Chị Hồng thì nấu ăn ngon. Nói vậy thôi chứ để em đi phụ nấu mắm chứ để ngồi chị không cho mình ăn à. Nhiều khi cưng nấu mắm không vừa ý chị á, để chị nấu luôn đi. Sao chị Hồng? Chị giận à. Thôi để mẹ nấu mắm cho con. Vậy gia đình mình mỗi người một tay một chân để nhanh có nồi lẩu mắm ăn. Chứ giờ cũng đói bụng quá rồi. Trời. Cái trắng trắng này người ta kêu bằng cái vú của rau nhút phải không chị? Cái gì? Em nghe kêu bằng cái vú. Hay là cái phao? Không phải rau nhút nên gì, không lẽ này là rau nhút cái? Cái vú rau nhút. Thì em cũng nghe mẹ em nói vậy đó, kêu bằng cái vú. Kêu bằng gì chị Hồng? Chị cũng không biết nè em ơi. Giờ là chị Hai chặt dừa để mình chuẩn bị nấu nước lẩu nha. Mình nấu nước lẩu bằng dừa nạo á, cho cái nước lẩu nó ngọt. Chị nấu 4 trái luôn, còn 3 trái nó chặt luôn. Dạ. Chị Hồng thì đang chuẩn bị củi lửa để chút nữa mình nấu. Con vô coi chị chuẩn bị củi lửa tới đâu rồi. Dạ. 3 trái này. Mắm mình để vô nước mình nấu nè, cho rã thịt ra hết. Rồi bắt đầu mình lượt qua cái nồi nước dừa với nước lạnh hồi nãy mà mình nấu cho sôi lên á. Giờ em đi phụ ra cắt nấm. Ở đây thì có chuẩn bị sẵn một cái thau nước với ba cái tắc, giờ mình dắt vô. Trong đây thì nãy có cho chút xíu muối để mình ngâm cái nấm cho trắng á. Là giống cái đùi gà không chị? Giống. Này chắc đùi gà tre. Nè cắt gà đi. Không cho chị cắt hoa hả? Không. Chừa em. Có lấy ruột ra luôn không chị? Mấy cái hộp cứng lấy ra hết nè. Để ăn không? Để ăn giòn. Mày học đây. Giờ mình xắt cà tím. Cà tím này có cần phải ngâm nước không chị? Ngâm ạ. À, chị xắt rồi cái chị đem ngâm luôn. Dầu sôi mình để cá vô mình chiên sơ. Ừ.
cá bự quá trời không mẹ. Ừ. Hai khúc mà vít cái chảo luôn rồi. Nước dừa đã sôi, giờ mình cho nước mắm mình đã lược sẵn vô nha. Nước sôi giờ mình để cá vô. Oh, cái khúc này mập dữ rồi ha. Mới có 3 khúc mà bích cái nồi rồi chị ơi. Cá trê này có trứng nữa, mình để cái trứng vô luôn. Cá cũng chín rồi, giờ mình để khổ qua. Khổ qua tại vì nó cứng á, mình để trước, còn cà với nấm thì tí nữa mình để sau. Thơm mắm quá rồi con ơi. Thơm mắm quá. Bốc mùi thơm quá. Chị Hai đang cắt tỉa hoa. Hoa này hoa gì vậy chị Hai? Hoa tầm. Làm đại cho biết mà. Hoa đẹp quá. Nhìn cái rổ rau của chị Hai thấy thèm quá. Mắt liền ha. Dạ. Chị Hai chỉ làm khéo ghê á. Hoa cà rốt này thì mình bào mỏng ra, xong rồi mình xếp, mình cuộn tròn lại. Rồi giờ chị Hai bắt đầu cuộn tròn lại nè. Đó, sẽ ra một cái bông hồng rất là đẹp. À, có Thím Hai với Quy nữa nè. Quy nhìn mở hai làm mà chảy nước miếng luôn ạ. Quy cười ghê. Giờ mình để nấm với cà tím vô. Trong cái nước này thì nãy có nêm một chút xíu hạt nêm, một miếng đường, tại vì cái mắm nó đã có độ mặn rồi. Lẩu mắm của mình cũng đã chín rồi. Rau bún thì chị Hai trang trí rất là đẹp. Giờ mời cả nhà chuẩn bị thưởng thức với gia đình mình nha. Hôm nay thì chị Hai làm cái bông hoa này là bằng cái trái bí ngòi. Hoa hồng bằng củ cà rốt. Nồi lẩu của mình đang sôi, nhìn quá hấp dẫn luôn. Giờ mình gấp bún đi chị Hai. Chị Hai lần bún gấp trước đi, em bỏ rau vô nha. Cái bông này là bằng bí nên mình cũng có thể ăn được luôn nữa nè. Làm đẹp quá ha. Chị Hai chỉ khéo tay. Lẩu mắm thì không thể thiếu đó là cái cây cù nèo tai tượng gì nè. Cái này giống nhau quá mình không biết kêu bằng cái gì. Cái này tai tượng nè, cù nèo nó nhỏ hơn. Hôm nay con mua bông thiên lý mà không có. Trời nắng quá người ta nói không có bông thiên lý, thì mà mưa xuống mình mới có. Ủa bông điên điển, nó lộn bông thiên lý. Thì chứ nó ủa sao nghe ai cũng làm thanh hết trơn người ta. Cho em mất thôi chị Hai. Lý cũng được. Thiên lý thì phải có thịt bò mới ăn cùng mới mới ngon. Mình chan vô đi. Ăn bún. Không ăn bún hả? Em ăn cá em ăn bún. Vậy đem nhúng bông cho chị. À đúng rồi. Tỉa bông cho nó ăn bông. Từng ăn từng múc đi. Dạ.
để con múc xong rồi chị đi giá cho hai chị. Chị hai chứ chị Hồng múc rồi. Dạ chị hai chứ múc rồi mẹ. Ừ. Chị Hồng múc rồi mẹ. Vậy rồi hai cái miếng cài vậy rồi hả? Còn nữa chứ. Chứ gì nó gọn vậy. Mời cả nhà cùng ăn lẩu mắm với gia đình của mình nha. Lẩu mắm rất là thơm ngon luôn. Em mời con mời mẹ, mời hai chị. Dùng thơm ngon nha. Thơm. Mắm cá linh thơm ha, mùi đặc trưng. Mời cả nhà cùng ăn lẩu mắm với mình. Mời cả nhà cùng ăn với mình. Mời cả nhà cùng ăn lẩu mắm đi. Cái thịt cá mình chấm nước mắm ớt á, cái mình ăn kèm với rau bún. Ngon. Cá nóng ghê lắm. Mày đang sôi nè. Đang sôi ngọt nè. Ngon quá. Trời mát mà ăn ngồi lẩu mắm ngon. Ăn cà này có muốn đi nhổ răng khỏi đi. Nóng nhổ ra luôn. Cá nóng. Nước dầu nó lục hết. Hai chị gấp cá vô ăn nha. Bên đây không có. Ủa cái da dày vậy ha. Da nó ăn chắc sực sực luôn ạ. Giòn hả chị? Cá nó bự ký, ăn thịt không ngon vậy á. Trời ơi, nhìn nồi lẩu là thấy thèm liền luôn. Ngon ghê hả chị? Ăn đổ mồ hôi luôn á. Ngon quá trời ngon luôn. Chị mình ăn bóng bí, coi chừng phỏng. Nhán lửa. Nhán lửa hay chứ gì? Rớt răng rồi. Tao cười ra cây còn không chị? Có chừng chứ hào chứ lượm ạ. Rớt răng rồi. Thôi bí để con bí để vô đây ngọt nha. Ngọt phải không? Ngọt. Để luôn hai cái đó kìa. Chị ơi, em phát hiện chị Hồng chị bị nóng mà chị không dám la. Chị khóc luôn. Chị khóc luôn, chị không dám la. Cả nóng, khỏi nha, cố nuốt luôn. Ăn nóng này khỏi bơm môi chị, môi căng hết trơn. Sao rau ít nóng không cạn vậy? Cà nó rút nước vô á chị. Cà nóng quá. Ngon mà nóng quá. Cá. Ngon không mẹ? Ngon quá. Mẹ ăn rau ngon. Mẹ không dám ăn cà nữa. Thấy chị Hồng chứ phỏng mẹ sợ rồi. Cái da giòn không chị? Không có dai mà giòn sực sực đã lắm. Ngon lắm. Gắp miếng cá chấm nước mắm ớt. Nước mắm ớt cay nè. Để mình ăn. Ngon quá. Tiền ăn ăn thấy ngon cái không? Ừ, có nấm ớt, ngon. Ừ, nóng quá. Ăn nữa chị Hồng mẹ. Mẹ no rồi con.
Bữa nay mình ăn con cá ngon quá trời luôn. Clip của mình cũng hết rồi. Chúc cho cả nhà xem video được nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Cả nhà yêu mến kênh Ăn Nhỏ Miền Quê thì nhớ đăng ký kênh cho mình. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.